Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với bản tin KTV ngày 11 tháng 11 năm 2022. Bản tin hôm nay, cơ quan quản lý Bahamas đóng băng tài sản của FTX. Các vấn đề của sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Giữa những vấn đề đang xảy ra với sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Ủy ban chứng khoán Bahamas SCB đã đóng băng tài sản của công ty này. Cơ quan quản lý Bahamian cũng đã yêu cầu tòa án chỉ định người thanh lý tạm thời cho FTX. Trong một thông cáo báo chí được đăng bởi Nassau Guardian thông qua, ủy ban tiết lộ họ đã đóng băng tài sản của FTX Digital Market FDM và các bên liên quan. Vào tháng 9 năm 2021, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã thông báo rằng trụ sở chính của công ty sẽ đặt tại Bahamas. Một đoạn trích từ thông báo có nội dung: cơ quan giám sát của Bahamian cũng đã tìm một người thanh lý tạm thời cho FTX từ tòa án tối cao của đất nước. Sau đó, tài sản của sàn giao dịch không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của người thanh lý tạm thời. Ngoài việc đóng băng tài sản, ủy ban cũng đình chỉ quá trình đăng ký của FTX. Theo báo cáo gần đây, giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried đã đưa ra lời xin lỗi chính thức, cam kết người dùng làm đúng. Bankman-Fried cũng tiết lộ rằng anh ấy đang thảo luận với một số đại gia trong ngành sau khi đối thủ lớn Binance rút lui khỏi một thỏa thuận mua lại. Cảm ơn quý vị đã xem hết video.